gì? Chị, mẹ em đâu? Dạ, bà chủ ở trên phòng đó cô. Anh vô đây. Anh Quốc, anh ngồi đây đợi em chút nha. Mẹ. Con gái. Mẹ khỏe không? Mẹ bình thường thôi. Con mua tổ yến cho mẹ nè. Con mẹ đặt mua làm chi nữa vậy hả? Nè, con đói bụng chưa? Để mẹ nói cô Lài dọn cơm cho con ăn nghe. Thôi khỏi, con có hẹn rồi. Bạn con đang đợi con ở dưới á. Con đi đâu nữa? Tụi con hẹn nhau đi ăn lẩu quá kèo. Thôi con đi nha. Nha. Bạn con đợi ở dưới á. Gấp lắm nha mẹ. Con đi nha. Ừ. Mình đi anh. Lài ơi, phải đóng cửa giùm em. Dạ. Con à, vào đây. Vào đây cho mẹ hỏi thăm. Sao mẹ chưa nghĩ nữa? Nghe mẹ hỏi nè. Cái cậu thanh niên con chở về hồi chiều đó, quen làm sao với con? Gốc gác ở đâu? Trời. Cậu ta sống ở đâu hả con? Có chuyện gì mà sao mẹ hấp tấp vậy? À, tại vì mẹ chỉ muốn biết con quen cậu ta trong hoàn cảnh nào thôi. Anh tên Quốc, nhà ảnh ở dưới Vĩnh Long á. Tụi con quen nhau cũng mắc cười lắm mẹ. Nhưng mà ảnh là người tốt. Chính ảnh là người giúp cho con hiểu được nhiều điều đó. Gia đình ra sao hả con? Thì nhà ảnh ở dưới Vĩnh Long á mẹ. Ảnh lên đây thuê nhà ở, rồi làm trong công ty quảng cáo á mẹ. Còn cha mẹ? Con cũng không rành lắm nữa. Nhưng mà mẹ ảnh ở dưới quê, còn cha ảnh thì con không ngạc nhắc tới. Mẹ, bọn mẹ có linh cảm gì khi mà anh Quốc hả? Cậu Quốc đó chính là người thanh niên mẹ đã gặp ngoài đường cách đây vài hôm đó con. Trời đất, sao trùng hợp dữ vậy mẹ? Mẹ cũng không chắc lắm. Con à, con có thể mời cậu ta về nhà giúp mẹ được không? Mẹ muốn gặp mặt và kiểm tra trực giác của mẹ. Dạ được chứ. Nhưng mà con nghĩ là chắc do mẹ nhớ anh hai quá, chứ anh Quốc không thể nào lãnh bảo được. Sao con biết? Tại vì con cảm nhận được qua lời nói của anh Quốc khi mà anh nói về mẹ của ảnh. Đó là một người mẹ đơn thân, hết lòng nuôi dưỡng con không lớn. Tình cảm đó là mẫu tử thuộc rà, chứ không thể nào là người dân nước lã được. Ý con là... Thì anh Quốc đã có mẹ rồi, thì làm sao có thể là con của mẹ được chứ? Tối nay ba về, nhớ lựa lời an ủi mẹ giùm con nha. Con thấy mẹ có vẻ xúc động, cho nên là con lo quá à. Không biết là con có làm gì cho mẹ buồn không? Cậu thanh niên bạn con phải không? Quốc chắc chắn không phải là trẻ mồ côi. Anh ấy sinh ở Vĩnh Long, và mẹ anh ấy tên là Tâm. Và người mẹ đó vẫn còn sống. Ừ, ba hiểu rồi. Nhưng bác sĩ dặn á, những gì làm cho mẹ con vui vẻ, thoải mái á, thì mình nên lưu ý tạo điều kiện. Ý của ba là... Đừng cứ trước mặt mẹ con mà cứ khẳng định và lặp đi lặp lại những gì mà con nói với ba lúc nãy. Như vậy con nó vô tình làm tổn thương mẹ hả? Không hẳn như thế, nhưng có thể mẹ sẽ buồn đó. Dạ, vậy lần sau con sẽ lưu ý. Thôi, ba vô đây. Con về đi, để tối ba lựa lời nói với mẹ. Dạ, vậy thôi con về nha. Anh, có chuyện gì muốn kể với anh phải không? Anh vào tắm đi. Đây. Anh đưa em. Em nói đi. Anh à,
Hôm qua con mình có đưa bạn về nhà chơi. Em nhìn thấy cậu thanh niên này, bỗng dưng em có cảm giác rất là lạ. Không biết có phải là do bệnh tình của em tái phát nặng, hay là do cảm giác lúc nào em cũng nhớ thương thằng Bảo, cho nên cứ mỗi lần thấy thanh niên nào mà trạc tuổi con, em có cảm giác rất là lạ luôn. Không sao đâu, đó cũng là điều bình thường. Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ về Bảo, thì em dễ dàng liên tưởng khi thấy một người có độ tuổi sắp xỉ con trai mình. Nhưng anh có nhớ hôm trước xe mình bị sự cố dọc đường hay không anh? Lúc đó em đã thấy cậu thanh niên này. Bỗng dưng lúc đó em xúc động lắm. Vậy thì em kêu Uyên Nhi mời cậu Tài về nhà chơi. Nhưng em phải hứa, phải cố gắng kiềm chế, không được căng thẳng quá, tránh phiền hà cho khách. Dạ, em hứa là sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Công nhận em hiếu khách thiệt, làm cho anh mất luôn cái cảm giác ngại ngùng đầu tiên. Anh Quốc nè. Anh cảm ơn anh nha. Cảm ơn vô gì? Tại vì lâu lắm rồi nhà em có một bữa ăn thân mật như vậy đó. Em vui lắm. Mà thật ra có chuyện này em không muốn giấu anh nữa. Chuyện gì vậy? Mẹ em có lần đã gặp anh ngoài đường rồi. Thật hả? Cảm giác em thế nào? Có lẽ cũng hơi khó khăn đối với em, nhưng nhìn thấy sự vô tư và tự nhiên của Quốc, em đã bớt căng thẳng hơn. Riêng anh thì thấy rất rõ. Anh thấy sao? Tình cảm của con gái mình dành cho chàng trai quê Vĩnh Long đó. Em cũng nhận thấy điều đó. Nhưng Quốc là người rất là tốt. Nếu như Nhi có người bạn trai như vậy thì em càng yên tâm hơn. Vậy anh tạo thêm khói lửa nha. Anh cứ bị bệnh nghề nghiệp nữa rồi. Cứ để cho tụi nhỏ tự nhiên chứ. Mẹ nói là khi nhìn anh, mẹ có cảm giác rất là thân thuộc. Đừng nói anh là anh hai của em nha. Mẹ có linh cảm như vậy đó. Thiệt luôn đó hả? Ủa, nhưng mà tại sao mẹ lại linh cảm điều đó? Điều này cũng khó lý giải lắm. Có lẽ là do anh trạc tuổi anh Bảo. Và nỗi nhớ thương con làm cảm xúc lớn luôn lý trí của mình, đúng không? Anh hiểu điều đó mà. Cho nên là hôm nay em mời anh về ăn cơm, cốt yếu là để cho mẹ vui. Thì ra là vậy. Ôi em xin lỗi mà, đừng có giận em. Thật ra em không có ý lợi dụng anh đâu. Cái gì vậy cô nương? Anh có nghĩ điều đó bao giờ đâu. Anh nhìn thấy mẹ em á, anh nhớ má anh vô cùng. Đó là điểm chung của những bà mẹ thương con mà. Nhưng mà anh nhìn thấy mẹ em nè, ánh mắt của mẹ em nè,
Bởi vì bị thất lạc đứa con trai lâu lắm rồi, cho nên tội nghiệp lắm. À Nhi nè, em có nghĩ một ngày nào đó mẹ em sẽ tìm lại được con trai, rồi cũng như em á sẽ tìm được anh hai của em không? Em không biết nữa, nó mơ hồ lắm. Tự nhiên anh Bảo mất tích từ lúc 3 tuổi, mà những gì liên quan á thì không còn nữa. Hy vọng rất là mong manh. Mong manh chứ đâu phải là tuyệt vọng. Biết đâu được một ngày nào đó có một chàng trai đứng trước cửa nhà rồi nói: tôi là anh hai của Nguyên Nhi đây. Lúc đó không nhận cũng không được đâu đó nha. Nếu điều đó xảy ra thì em ước sao nó đến sớm đi, để cho mẹ em được vui vẻ và hết bệnh nữa. Mà người bạn đó là bạn bình thường hay có gì không con? Má nói gì con không nghe. Ở dưới này đang mưa nè, cho nên con không nghe má nói đó. Má hỏi lại con nè, người bạn đó là người bạn bình thường hay có gì không? Dạ dạ không có gì đâu má, bình thường hả? Trời đất ơi, má chỉ hỏi giỡn chơi thôi mà làm gì con lật đật thanh minh dữ vậy? Mà nè, hoàn cảnh bà ta cũng tội nghiệp quá phải không con? Con làm sao thì làm, miễn cho bà ta nguôi ngoai nổi nhớ con thì làm. Làm sao mà cho bà ta có hạnh phúc là được rồi nha con. Ủa, má không ganh tị hả? Má không có ganh tị đâu, tại vì má biết chắc á, trong lòng của con chỉ có má thôi. Con rất thương và rất có hiếu của má, đúng không? Má cũng đâu có nhỏ mọn như vậy. Con chọc má thôi, chứ con biết tính má hay thương người mà. Nè, nhớ nghe chưa, uống thuốc đầy đủ, ăn cơm chứ không được ăn mì gói. Má nói con biết nha, từ Vĩnh Long mà lên Sài Gòn chỉ có hơn 2 tiếng thôi, má có thể bất thình lình lên thăm con đó nghe chưa. Con biết rồi mà, má yên tâm đi, mì gói á chỉ để chữa cháy thôi. Con còn rất là ngoan nè, rất là nghe lời má mà, cho nên má cứ yên tâm về thằng con trai má nha. Giỏi. Thôi con ơi, cướp máy nghe, nó lâu tốn tiền lắm đó con. Thôi, xin khuyến mãi mà, không có sao đâu. Má nói chuyện với con chút xíu nó đi. Trời đất ơi, lớn rồi còn nhõng nhẽo với má quá à. Thôi, ngủ đi con, rồi mai sáng còn dậy đi làm nữa. Tối mai á má con mình nói chuyện tiếp nha. Dạ. Yeah.